Dàn mini model là Onkyo FR-N7XX, một trong những dòng cao cấp của thương hiệu Onkyo có đá rất cao, được sản xuất năm 2012. Dàn này full chức năng CD, MD, USB, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ optical in, dùng giải mã kết nối Max TV qua tín hiệu quang, không cần mồi, chỉ cần mình chuyển ngõ optical là mình giải mã luôn nha, không cần mồi luôn. Và hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Nếu các anh nào có nhu cầu mua súp điện kèm dàn thì cứ liên hệ để bên em tư vấn cho mình một cái súp phù hợp với dàn và hợp giá tiền. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng ship hàng cho mình. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Mặt dàn là phi nhôm, hình thức rất đẹp. Đương nhiên trên nắp dàn sẽ có xước sắt do vận chuyển, còn mặt tiền thì khỏi chê rồi. Dàn này tích hợp công nghệ đời mới. Đây là Alin nè, rồi WRAT và nhiều cái tính năng khác, đọc được file MP3, WMA. Đèn led màu xanh dương, công nghệ đề cao. Và trong khi đó dàn này mình có thể hát được USB, là một trong những chức năng rất là tiện dụng. Mình thích những bài hát nào không cần chạy đi mua đĩa thì mình cứ chép những bài hát yêu thích, mình cắm vào USB vào ngõ này, thì thế là những bài hát ruột, những bài hát mình muốn nghe thoải mái vô tư nghe, nghe xong rồi xóa, rồi xóa rồi chép, không tốn tiền 1.000 tiền đĩa nào hết, đúng không? Rất là tuyệt vời và tiện. Trong khi đó dàn Onkyo N7XX là một dòng đề cao với thiết kế lo bát lõm màu trắng, bát là 13 cm, gân xếp ngược vào trong như vậy, cực kỳ sang và bắt mắt. Tiếng bát của dàn này là khỏi chơi nha em, này mà nghe nhạc vàng là phải nói là khỏi chơi. Tiếng bát vừa sâu mà vừa cho người nghe cảm giác thư thái nhẹ nhàng, nó không có tạo cảm giác mệt khi mình nghe. Đôi khi một số dàn bát nó mạnh nhưng mà nghe nó mệt, còn dàn này bát nó sâu có lực nhưng mà nghe rất là thư thái. Đó là một điểm độc đáo của Onkyo, thì phải dùng từ là bass sâu mà nghe tơi nhuyễn là vậy, còn trép thì trép đơm, phía ngoài nó ốp cái cầu như vậy, nhìn rất là độc đáo đúng không? Chiều cao của loa là 28 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 55 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 25 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em. Tóm lại, dàn này là hoàn hảo các chức năng và chất lượng âm thanh thì khỏi bàn cãi. Mình chỉ cần thích là mình mua thôi, chứ khỏi nói về chất lượng âm thanh hay là về cái thiết kế bộ dàn, đúng không? Nãy giờ mình nghe nhạc qua đĩa mà đi. Đĩa mà đi là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất bền, lên tới vài chục năm luôn. Mình có thể xóa và chép nhạc thoải mái trên mà đi. Bên em có bán mà đi và chép nhạc theo yêu cầu. Các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép nhạc vào đĩa cho mình. Em chép theo yêu cầu nha. Số lượng thì bên mà đi bên em thì vô biên, bao nhiêu em có đủ cung cấp ra thị trường cho các anh. Bây giờ em sẽ test tiếp chức năng thứ hai là chức năng USB nha. Nãy mình nghe MD rồi thì bây giờ mình nghe USB, cuối cùng là mình nghe chức năng CD. Rồi em quay mặt sau cho các anh tham khảo.
hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao, mà xưa còn thầm mơ còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh màu biếc, nụ cười có đẹp chăng sao? Hỏi anh rằng câu hò câu hát mình sẽ test qua chức năng CD nha, để rút ngắn thời gian là em lấy USB ra luôn nè. Đây em quay gần cái mặt phi nhôm cho các anh xem, quá ok đúng không? Chức năng cuối cùng là chức năng CD hoạt động ok. Onkyo N7XX công suất 70W một thùng, 140W trên cặp loa. Đây là mặt sau của loa. Onkyo N7XX công suất 3 mm là 60W, công suất khá lớn so với những dàn Onkyo khác. Cái amply này nó to hơn, nó nặng hơn nhiều, và cái hậu sau cái dạo nó lớn hơn, ngay cả cái loa cũng vậy. Bộ dàn này kích thước tương đối khá lớn trong phân khúc mini của thương hiệu Onkyo. Optical in để mình làm giải mã. Kênh Nomad TV có tính hiệu quang không mồi. Ngõ AUX, hai đầu Avera 3.5 để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bên em có bán gì? Kết nối điện thoại của Nhật, cái nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Hỗ trợ ngõ sắp để kết nối sức điện rời, cái nào có nhu cầu mua sắp để ghép dàn thì liên hệ em luôn. Em xin nhắc lại, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng thì cứ liên hệ với dưới bên em qua số điện thoại Zalo 0931 008 099.